Hello, xin chào quý anh chị nha, xin chào các bạn nha. Thì chào mừng mọi người đã đến với kênh MRQ nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi qua cái phòng Quyến thuê để Quyến gửi cái sinh FM này này các bạn để sạc pin này. Thì bây giờ là Quyến dẫn mọi người đi một vòng đã nha. Đây là nơi mà Quyến ở này cả nhà. Đấy thì trong này thì có rất là nhiều ô tô cũng như là chỗ bị hạn chế, cho nên là Quyến không thể nào là sạc pin cũng như là ở gia đình mình làm ô tô, cho nên là mình cũng phải tìm cách nào đó để tìm cái căn phòng để mà gửi cái xe này. Thế thì ngày hôm nay là Quyển sẽ đi qua bên cái nơi Quyển nghĩ rằng là ở nơi đó nó có cái phòng rẻ đấy, thì thế là mình đã thuê rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình dẫn cả nhà mình cùng đi đấy. Đấy, hôm nay là ba tây tháng 9 nha quý vị, là ngày hôm nay coi như là hết lễ luôn rồi đó. Thì Quyển hiện tại đang di chuyển ra cái con đường này đây. Cái phòng mà Quyển thuê thì nó cũng nằm ở trung tâm thành phố cả nhà, nhưng mà Quyển hỏi rất là nhiều rồi. Nó rất là đắt đỏ nha quý anh chị. Đấy mà cái phòng Quyển hỏi á, là nó rẻ nhất rồi nha. Đấy thì Quyển thuê cái phòng đó tạm thời, rồi làm cái việc gì đó tiếp theo thì mình sẽ tính sau. Trước mắt là mình chỉ là sạc cái xe FM này. Đấy bây giờ là mình đã đi qua đến tuyến đường này rồi các bạn. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 cho nên là cũng còn khá là vắng nha các anh chị. Tới rồi nha các bạn. Ok, đây là căn phòng mà Quyển thuê rẻ nhất Sài Gòn luôn hả các bạn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khám phá thử ở trong này có gì nha. Ok. Ok, đây. Quay ông học làm YouTube không? Đang chỉ vô nhiều lắm á. Ấy à. Tới rồi nhà quý anh chị, đây là căn phòng rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh, 2,5 triệu cặp, 2,5 triệu mà đó, đủ tiêu chuẩn không các anh chị? Đấy đủ tiêu chuẩn nha. Đấy đi thì khắp thành phố Hồ Chí Minh không có căn phòng nào như thế này đâu. Thế thì bây giờ em chạy lên đây coi thử có cái gì trên này. Đấy ai hầu như là em cũng chưa biết là em phải sử dụng như thế nào. Đấy, em cũng chưa biết là em phải dùng vào cái việc gì. Đấy, nhưng mà ở đây thì nó rất là nóng nha các anh chị. Ở đây rất là nóng. Mấy miếng ván này thì cũng còn chắc chắn lắm. Đấy, nơi đây giống như là cái nơi em giải trí thôi. Đấy, ở trên này là có mấy cái lỗ nó bị như thế này. Thì chắc là em nghĩ là đã có chống dột rồi. Nhưng mà nó rất là nóng. Đấy, thế thì phòng này là rẻ nhất cái nhà, cả nhà rẻ nhất Sài Gòn luôn, 2,5 triệu. Nó như thế này nè. Đấy bởi vì em có hỏi rất là nhiều phòng rồi, em đi rất là nhiều nơi rồi. Đấy thì bây giờ em chỉ là chưa biết sử dụng vào cái gì, thì em sẽ dùng cái này em để rửa xe nha các anh chị. Đấy cũng đầy đủ, cũng tuyệt vời các anh chị. Đấy, nó cũng hơi sạch. Ở trong này thì hơi sạch. Đấy. Đấy, các anh chị. Tuyệt vời không? Đấy. Thế thì em cũng chưa biết là mình phải xử lý như thế nào. Đấy thì trước mắt là em dắt cái xe FM này
vào em sạc pin. Đấy, em thuê cái phòng này là trước mắt là em chứa con xe này đây. Còn làm như thế nào thì em chưa biết. Đây là căn phòng rẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây, thì bây giờ là em dắt vô. Em sạc pin. Đây. Ôi, trước mắt là sạc pin nước nha cả nhà. Đây. Đấy. Chưa biết em như thế nào. Nhưng mà em cũng khá bận. Cho nên là em chưa có xử lý được cái gì hết. Em chỉ sạc bên xe thôi. Nhưng mà ở đây rất là nóng nha cả nhà. Nóng cực kỳ nóng luôn. Em đây. Sau khi quay xong video này, em sẽ đi uống cà phê nha quý anh chị. Mình cũng chả có cái thời gian. Ở đây là như thế nào em chưa biết. Tóm lại là mình phải đi làm việc trước. Những thứ khác tính sau thì hôm tối thôi nha. Thuê căn phòng 2,5 triệu để chứa cái xe này đó cả nhà. Đấy, em nâng niu dữ lắm. Ổ điện mà lỏng lẻo quá thì em cũng rét. Đấy, thế thì bây giờ là em đi quét nha cả nhà. Trời ơi, nó vô lắm. Nó vô lắm cả nhà ơi. Em còn chả có thời gian. Ôi, nó vô lắm, em không băng ra nữa cả nhà ơi. Thôi, ở đây nó vô lắm nha. Cho nên là em chỉ cắt cái xe thôi. Bây giờ là em mời cả nhà đi uống cà phê với em. Mọi thứ tính sao em? Đó. Vậy đó, chứ ở đây là nóng lắm. Ở đây không ở được nha các anh chị. Đấy, 2,5 triệu mà không ở được. Chỉ có thể chứa cái xe này thôi đó anh chị. Để biết được là ở đây thành phố Hồ Chí Minh đắt đỏ như thế nào. Giờ em đi nha, đi uống cà phê, lắc gặp. Hey, đụng điện đài, con rét lắm.